Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có bạn hỏi là: đối với học sinh sinh viên thì nên dùng loại iPhone cũ nào? Dịp Tết này thì điện thoại có hạ giá nhiều hay không? Đấy, thế thì có bạn thì bảo là quan trọng là tài chính là bao nhiêu, chứ 28 củ thì cũng được 15 Pro Max cũ. Đấy, thế thì đúng là bạn ở đây bạn lại không ghi là cái tài chính của bạn là bao nhiêu, nên thành ra là mình sẽ rất là khó có thể để tư vấn những cái loại iPhone cũ dành cho bạn được. Đấy, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là như sau này. Đấy là đối với iPhone bây giờ, nếu mà bạn mua cũ nhá, thì theo mình là không nên ưu tiên những cái iPhone mà từ iPhone 8 đổ xuống. Thực sự là nó cũ quá rồi, cái xác suất hàng dựng của nó cũng rất là cao rồi. Còn tất nhiên mình không nói đến việc là iPhone 8 bây giờ sử dụng không tốt. Rất nhiều bạn bây giờ vẫn đang sử dụng iPhone 8 với 8 Plus, kể cả David Thắng ở chỗ mình kia vẫn đang sử dụng iPhone 8 Plus kìa, chả vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là bây giờ mới bắt đầu mua ấy, thì là muộn rồi, bởi vì là nó đã quá cũ rồi. Ít thì cũng phải từ iPhone 10R trở lên, đúng không nào? Cái iPhone 10R với 10S thì mình ưu tiên mua iPhone 10S hơn. Còn cái iPhone 10S Max với cả iPhone 11 thì mình ưu tiên mua iPhone 11 hơn. Đấy là đối với những dòng đó mà nó giá xem nhau. Còn iPhone 12 mini mà ngang giá với 11 thì mình sẽ lại ưu tiên mua iPhone 12 mini hơn. Được chưa? Đấy, còn cứ cao tiền hơn nữa thì các bạn biết rồi đấy. iPhone thì nó cũng không có nhiều sự so sánh sang bên. Còn cá nhân mình thì mình thấy là như này này. Đấy là thay vì việc bỏ tiền ra mua những chiếc iPhone mà nó đời nó quá cũ sâu theo kiểu là giá của sinh viên cỡ tầm khoảng 6-7 triệu ấy, thì theo mình là nên mua Android mới hơn. Đấy, đây là mình đang mở rộng thêm cho các bạn khác nhé. Còn với bạn ấy thì mình nghĩ là bạn có thể ưu tiên mua một chiếc iPhone 12 mini chẳng hạn, hoặc là một chiếc iPhone 11 nếu mà bạn muốn bắt đầu chơi iPhone kiểu như thế, thì nó sẽ hợp với túi tiền sinh viên hơn. Còn nếu mà chúng ta mà cố lên đến tầm cao quá 30 triệu ấy, thì thực sự là mình nghĩ là nó rất là lãng phí. Đấy, còn mở rộng thêm cho các bạn khác ấy, thì bây giờ tầm khoảng 6 triệu thôi là đã thừa tiền để mua những cái điện thoại rất là ngon, kiểu như là Realme GT Neo 5 SE này, hay là thừa tiền để mua Redmi Note 12 Turbo với một cấu hình rất là mạnh rồi. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua những cái dòng đó tại Điện Thoại Hay nhé, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Thì các bạn có thể search cái cụm từ khóa đấy là tên sản phẩm cộng với cả chữ Dương Dê ở phía sau là các bạn sẽ ra thôi. Rất nhiều những video mà mình đã mở hộp và đánh giá về điện thoại cỡ tầm khoảng 500 video rồi. Đấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Và nếu mà bạn nào mà có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé, trungtrần.vn. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: chào chú Dương, hiện tại cháu đang dùng iPhone 12 mini và đang phân vân hai phương án này. Thứ nhất đấy là bán iPhone 12 mini và thêm tiền để mua iPhone 15. Thứ hai là dùng combo iPhone 12 mini cộng với cả iPad E5 hoặc là iPad mini 6. Cháu ít chụp ảnh, nhu cầu là sử dụng lâu dài. Cháu cảm ơn, mong được chú tư vấn. Rồi, thế thì cá nhân mình thấy như sau này. Thứ nhất là bạn có thực sự cần đến iPad hay không? iPad nó là một cái vật giải trí rất là tốt, và nó có một cái màn hình cực kỳ lớn để giúp chúng ta có thể xem phim, xem YouTube, xem bóng đá, xem các kiểu. Nó sẽ sướng hơn iPhone rất nhiều. Thậm chí nhá, mình nói luôn nhá, kể cả một cái iPhone 15 Pro Max được trang bị những công nghệ màn hình tối tân rồi tần số quét các kiểu, nói thật luôn là so với cả xem ở trên iPad thì mình vẫn thích xem ở trên iPad hơn, bởi vì lúc đó là mình lại cần một cái màn hình lớn hơn chứ không phải là màn hình tần số quét cao. Cá nhân mình thì mình thấy là như sau này. Nếu mà thực sự cần đến iPad để mà giải trí rất nhiều thì hãy mua. Chứ còn chú ý là rút kinh nghiệm của bản thân mình đây. Đấy là cái iPad lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ rất cần nó, cách đây khoảng rất lâu rồi, khoảng 5-6 năm rồi. Mình mua nó về, xong bẵng đi khoảng vài năm, không sử dụng một tí nào luôn. Chỉ có đến khi mà dịch Covid xảy ra, con mình nó phải học bài online ở nhà, thì mình mới lấy iPad ra để sử dụng để cho nó học online. Thế sau khi mà hết dịch, hết giãn cách xã hội rồi, thì con mình nó không dùng iPad nữa, và iPad nhà mình lại vứt xó, rất là lãng phí luôn. Lúc đầu mình nghĩ là mình cần đấy, cũng phải có một cái iPad ấy để mà dùng đấy, cùng là mua về chả dùng đến. Hay là mình cũng bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua một cái máy ảnh, bởi vì nghĩ rằng là đi du lịch nhiều mà, đấy, đưa vợ con đi cũng phải lấy máy ảnh ra chụp cho đẹp. Nhưng cuối cùng là không lấy máy ảnh ra để chụp, toàn lấy điện thoại ra chụp, xong up lên Facebook cho nó nhanh. Ô, thực sự là như thế luôn. Thế cuối cùng là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần đến nó, nhưng mà thực sự là chúng ta lại không cần đến nó, nên chúng ta cân nhắc kỹ cái điều này. Còn với mình ý, thì mình thấy là như này này. Với combo thứ hai nhé, là bạn mua thêm một cái iPad. Nếu mà như bạn cần thì mình nghĩ là nên mua iPad E5.
đằng nào đã chốt mua iPad rồi thì bản thân là cần một cái iPad để mà giải trí rồi thì mua iPad Air. Còn nếu mà bạn phải là mua một cái iPad để chơi game thì hãng ưu tiên mua một cái iPad màn hình bé hơn để thao tác các thứ cho nó thoải mái, đỡ bị càng tay ra. Đấy, thì nếu mà đã thích iPad thì sẽ xuống dưới mình sẽ lựa chọn iPad E5, được chưa? Tiếp tục nữa, mình thì mình nói thật luôn là mình ưu tiên cái phương án thứ nhất hơn, bởi vì rõ ràng là bây giờ bạn đang sử dụng iPhone 12 mini, bạn vẫn đang dùng được, bạn vẫn đang hạnh phúc với nó. Thì bạn bán nó đi, bạn lên một cái iPhone 15 nó có màn hình lớn hơn, có pin trông hơn, có tất cả mọi thứ nó đều hơn thì bạn đã cảm thấy nó rất là thoải mái rồi. Và nếu mà muốn giải trí thì ít nhất iPhone 15 cái giải trí của nó tốt hơn rất nhiều, cái màn hình của nó lớn hơn nhiều so với 12 mini, là giải trí như thế là đủ rồi. Đấy, bạn nhìn ở trên iPhone 12 mini bạn còn nhìn được thì không lý do gì ở trên iPhone 15 bạn lại không nhìn được, mà cũng không có lý do gì lại phải cần một cái iPad quá to lớn để mà nhìn rộng rãi hơn làm gì cả. Vậy nên là mình với cá nhân mình thiên về phương án thứ nhất hơn. Đấy, nói thật với bạn là mình thiên hướng về phương án thứ nhất để mà tránh cho cái trường hợp là chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần nó, chúng ta mua về, chúng ta không sử dụng, chúng ta vứt xó thì rất là lãng phí, cực kỳ lãng phí luôn. Bài học của mình đấy. Đấy thì cũng khuyên anh em là như thế. Hay là cũng có rất là nhiều những cái món đồ mà mình cũng mua về đấy, cuối cùng là cũng không sử dụng. Đấy là mua cho con mình một cái đồng hồ báo thức. Đấy. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ thì nó có điện thoại cục gạch để nó dùng rồi. Thì nó toàn dùng điện thoại để mà nó báo thức thôi, cũng là đồng hồ báo thức cũng chả dùng đến. Đấy. Thì chúng ta hãy chú ý một cái câu như này này. Hãy mua những thứ mà chúng ta cần, chứ đừng mua những thứ mà chúng ta thích. Đấy, không phải là đừng mua mà là hạn chế. Đấy. Thích rồi nhưng mà phải xem là có cần nó hay không. Đấy. Hãy mua những thứ mà chúng ta cần thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là ngân sách là 7 đến 8 triệu, mua điện thoại mới hay cũ đều được. Nhu cầu là giải trí cộng với tác vụ cơ bản, dùng tầm khoảng 3 đến 4 năm. Mua Android thì như tầm giá trên, có còn iPhone thì có thể cố lên được 8 đến 9 triệu. Nghĩa là Android thì là 7 đến 8, còn iPhone thì có thể cố lên 8 đến 9 triệu. Em cảm ơn, chúc anh và gia đình sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì đầu tiên ý, là với ngân sách 7 đến 8 triệu để mua một chiếc điện thoại Android thì bạn có thể mua được, mình nghĩ là được khá khá đấy. Ví dụ như là bạn có thể thừa tiền mua một chiếc điện thoại Realme GT Neo 5 rồi, hay là bạn cũng thừa tiền để mua một chiếc Redmi K60 rồi. Đấy, hay là ví dụ như cố lên một tí thôi, 8 triệu mấy là bạn đã có thể mua được con Redmi K70 Pro rồi. Đấy, thì mình nghĩ là những cái con đó đều đáp ứng được các cái nhu cầu như là giải trí, các tác vụ cơ bản, hiệu năng thì cũng rất là mạnh, dùng có thể rất là lâu dài. Còn nếu mà đối với điện thoại cũ thì ở trong tầm giá này chúng ta có thể mua được một con S20 Ultra. Đấy, thì nó sẽ được ở cái màn hình, nó sẽ được ở cái thương hiệu, nó sẽ được ở cái camera, zoom xa, các kiểu. Đấy, thì bạn sẽ cân nhắc xem. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là 7 đến 8 triệu như này mình sẽ ưu tiên mua hàng mới hơn. Còn đối với iPhone thì 8 đến 9 triệu bạn không thể mua được iPhone mới, gần như chỉ mua được iPhone cũ thôi. Đấy, thì 8 đến 9 triệu đấy. Thì chắc là sẽ mua được một cái iPhone 12 cũ đấy. Thì mình nghĩ là cũng được, iPhone 13 cũ thì chưa mua được đâu. Nhưng iPhone 12 cũ là có thể mua được rồi. Thì bạn có thể cân nhắc mua iPhone 12 cũ nhé bạn nhé. Đó. Nhưng mà mình nói thật luôn là mình không ưu tiên mua iPhone ở trong tầm giá này đâu. Hình như mới cũng có thể mua được SE 2022 đấy, nhưng mà mình sẽ không ưu tiên mua SE 2022 mà mình sẽ ưu tiên mua iPhone 12 cũ hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là tầm 4 triệu hơn thì Galaxy A23 5G có đáng mua hay không? Mong mọi người góp ý. Chính ra nếu mà tầm này mà bạn có thể mua được A23 thì là mình nghĩ là ổn đấy. Bởi vì sao? Không biết là có cái giá này hay không, nhưng mà nếu mà mua được giá này thì là ổn. Bởi vì là cái mức giá này thì nó cũng xem với mức giá của Galaxy A15 thôi. Nếu mà A23 mà so với A15 là mình thấy là có nhiều điểm hơn đấy. Ví dụ như là nó sẽ có 5G này, nó sẽ có camera ngon hơn này, nó sẽ có một cái màn hình tần số quét cao hơn. Đấy, tuy nhiên là chúng ta phải hy sinh đấy là màn hình của nó không phải là AMOLED đâu, nó chỉ là màn hình LCD mà thôi. Đấy, nhưng mà cá nhân mình ý, là mình đánh giá là có phần nhỉnh hơn so với cả Galaxy A15 đấy. Đấy. Còn thực sự là đấy là với trường hợp là bạn phải rất ưu tiên về thương hiệu nhá. Và bạn phải không thích điện thoại Trung Quốc một tí nào thì hãng ưu tiên đến Galaxy A23. Chứ còn nói thật luôn là bây giờ với cái tầm giá khoảng hơn 4 triệu, nếu mà mua điện thoại xách tay chúng ta sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn mà mình đánh giá là nó tốt hơn rất nhiều so với cả Galaxy A23. Ví dụ như bạn có thể mua được một con Redmi Note 12T Pro rồi, quá ngon, hoặc là một con Redmi Note 13 đây này. Đấy, Redmi Note 13 bây giờ ở điện thoại hay bây giờ đang có mức giá là có 3.850.000 đồng thôi này. Đấy, cao tiền hơn nữa, kể cả bạn lựa chọn phiên bản 8256 thì cũng chỉ có 4.850.000. Hoặc cao tiền hơn nữa thì bạn lên RAM ROM thì nó chỉ loanh quanh tổng trên dưới 4 triệu thôi. Đấy, thì anh em cũng để tham khảo nhé. Nhiều sự lựa chọn ngon lắm. Thì nói chung là chỉ trừ khi bạn thích hàng chính hãng và thích thương hiệu Samsung và không thích điện thoại Trung Quốc thì mới mua A23. Còn với mình nói thật là mình sẽ không ưu tiên mua. Được chưa?
Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Có bạn hỏi là mấy năm rồi mà anh Dương vẫn không làm tỷ lệ video là 18:9. Đấy, thế thì mình cũng đã chia sẻ trong một số những video trước rồi. Thì mình hôm nay mình chia sẻ lại đấy là tại sao mình vẫn chưa làm cái video tỷ lệ 18:9, bởi vì hiện tại là các cái thiết bị điện thoại cũng chưa đồng bộ về cái tỷ lệ màn hình. Có những chiếc điện thoại tỷ lệ màn hình là 18:9, có những chiếc thì tỷ lệ 20:9, có những chiếc là 21:9. Đấy, rồi là có những cái chiếc điện thoại ví dụ như màn hình gập đi thì là bên ngoài nó là 22:9 hoặc là 23:9, ở bên trong thì nó là tỷ lệ nó vuông hơn. Đấy. Và nói chung là tỷ lệ điện thoại bây giờ thì nó không cố định, mà phần lớn người xem ở trên kênh YouTube của mình ý, thì họ lại xem ở trên điện thoại. Nên là kể cả bây giờ bạn có làm video tỷ lệ 18:9 ý, thì bản chất là mình sẽ cắt ở phía trên đầu đi một ít và cắt ở phía dưới đi một ít, chứ không phải là bạn sẽ xem được video rộng ra hai bên đâu nhá. Nó hoàn toàn ngược lại nhá. Bản chất của 18:9 là cắt đầu cắt và cắt trên cắt dưới, các bạn hình dung được không, chứ không phải cắt hai bên đâu. Đấy, nên là các bạn sẽ xem được ít hình ảnh hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đấy là đối với cả những khán giả mà giả sử như họ muốn xem ở trên TV chẳng hạn. Đấy, xem trên TV thì với việc là họ xem ở trên TV với tỷ lệ màn hình là 16:9 thì cái video này mình xuất bản ra thì nó sẽ khớp đúng với cả TV, bởi vì bây giờ phần lớn TV là 16:9, đúng không nào? Còn nếu mà các khán giả khác mà xem video ở trên định dạng iPad chẳng hạn, hoặc là máy tính bảng đấy, thì nó lại khá là vuông. Các bạn hình dung được không? Đây, hoặc là ví dụ như xem ở trên laptop như này thì cái màn hình như này nó rất là vuông. Vậy nên nếu mà mình làm tỷ lệ 18:9 ý, thì cái phần đen ở phía đầu và phía dưới này, phía trên và phía dưới nó sẽ rất là dày. Còn 16:9 thì phần đen nó sẽ ít bị dày hơn và diện tích các bạn xem nó sẽ lớn hơn. Đấy là lý do tại sao đến tận bây giờ mình vẫn sử dụng tỷ lệ video là 16:9. Và mình nghĩ là tỷ lệ video này là tỷ lệ video tương đối là khoa học ở trong thời điểm hiện tại. Đấy. Không biết các bạn có bất kỳ góp ý nào nữa thì cứ để lại thoải mái nhé. Mình rất là trân trọng những góp ý như này. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.